quá khủng khiếp các bác ạ. Ở video clip này em sẽ bán cho các bác những chiếc âm ly có thể lệ những cặp loa BMB hay đại khái những cặp loa karaoke mà các bác đang sở hữu trong gia đình các bác. Có rất nhiều bác sử dụng những chiếc âm ly Hàn Quốc hay những cục đẩy công suất kém chất lượng và một số những dòng âm ly kém chất lượng của Trung Quốc hoặc của Việt Nam sản xuất các bác. Các bác lưu giúp em là âm ly kém chất lượng các bác nhé, hoặc là đẩy kém chất lượng, em không nói với những dòng đẩy tốt, hay em không nói với những dòng âm ly có chất lượng cao, ví dụ những dòng âm ly Hàn Quốc xịn, Jaguar, các bác lưu giúp em. Phần lớn các bác sẽ bị mắc vào cái lưới cái thực sự các bác bây giờ âm thanh thì các bác có rất nhiều sự lựa chọn trong cái phần, nhất là những cái dòng karaoke các bác ạ, có rất nhiều sự lựa chọn, có bởi vì chính vì nó không có một cái chuẩn nào cả nên các bác hay bị lựa chọn nhầm, sai mục đích các bác ạ. Có rất nhiều bác thích một bộ nghe nhạc nhẹ nhàng, êm ái và đủ uy lực để cho gia đình mình hát thấy sướng, thấy hay, nhưng mà lại đi mua một bộ cấu hình rất đắt tiền nhưng mà oánh này chằn chát này các bác ạ, đánh tiếng chằn chát và chua chát, chói tai mà rất bỏ ra rất nhiều tiền, mười mấy 20 triệu luôn mà vẫn không ưng. Thì ở video này các bác nhá, em sẽ bật mí các bác những sản phẩm mà chơi trong căn phòng, những căn phòng mà ví dụ các bác có những căn phòng như nhà em, các bác ví dụ quán nhà em đây, quán nhà em thật sự các bác cũng phải nó cũng rộng khoảng độ ngót 100 mét vuông, các bác lưu ý riêng căn phòng này, nhưng oánh cái cặp loa này các bác nhá, B1850C này thật sự các bác, nói thật các bác là không cần súp các bác, nhất là lại vụt với những chiếc âm ly chất lượng này thì ở phân khúc tiền rẻ các bác nhá sẽ không có những chiếc âm ly nào tốt hơn như vậy các bác ạ. Oánh lòi rốn cặp loa B1850C các bác, những dòng dâu teo, đây là những cặp loa em vừa mới về đây các bác, còn nguyên bụi chưa vệ sinh thì các bác em lôi em lột ra cái e căng các bác xem. Những cặp B1850C chất lượng nhà em lại tiếp tục về cung cấp các bác, giá chỉ có 5.300.000 đồng một cặp loa này. Các bác lưu ý giúp em đây, một cặp loa sử dụng 4 con chép cao cấp của BMB, chép giấy và một con bát 25. Nó là dòng có cái tiếng bát gọi là mềm mại nhất của những dòng BMB các bác nhé. Nếu mà nói về những dòng BMB bát 25, riêng BMB bát 25 có 850C, 450C và 880C. Nhưng 850C này đều cả 3 giải, giải chung, giải chép rất đỉnh, 4 con chép các bác, và giải bát cực kỳ mềm. Các bác đã chơi qua 850C có biết, thậm chí 850C này vào những năm 2016, 2017, 2018 các bác nhé, khi đó loa bãi này còn chưa phổ biến các bác nhé, thì những cặp B1850C này được dân chơi audio Việt Nam này, nghĩa là những bác, những chú, những anh, những chị chơi hàng bãi các bác, để sử dụng nó để nghe nhạc trữ tình thì các bác biết là nó tiếng nó mềm mại nào rồi. Nếu các bác ghép vào những dòng âm ly Nhật, nó sẽ cho ra chất tiếng rất mềm mại luôn, vừa nghe vừa hát tốt các bác nhé, nhất là karaoke thì khỏi nghĩ luôn. Và B1850C này, một cặp này thôi, mỗi một thùng là 500W các bác. Những cặp B1850C, một thùng 500W và 8 ôm. Những cặp BMW hàng tuyển chất lượng bên em, lưu giúp em là đây là chưa vệ sinh các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Quánh uy lực, những dòng gân teo các bác ạ, những dòng dâu teo, xin các bác, những dòng dâu teo đặc trưng của BMW. Với cặp B1850C này các bác, chỉ cần những bác mà phân khúc tiền chưa có, nghĩa là chưa có thời gian cũng như là chưa có điều kiện để đầu tư một bộ vừa nghe vừa hát nó đắt tiền, nhưng mà cần một đôi loa vừa phải tiền mà lại chơi được đa thể loại, nhất là các bác mai sau các bác có thể phối ghép thêm một cặp loa nữa, hoặc là chơi nguyên một cặp này thôi đã là quá đủ rồi các bác ạ. Với những căn phòng 30-40 mét vuông trên một cặp này là quá đủ rồi, em không nói quá đâu các bác. Cặp B1850C này rẻ mà chất lượng các bác ạ, 5.300.000 đồng. Các bác lưu ý là cặp loa này cách đây thời điểm 4-5 chiếc cặp loa này hàng bãi đã 7 triệu rồi các bác nhé. Ngày xưa thì rất là đắt nhưng giờ cái lượng hàng nó về rất là nhiều nên giá nó mềm các bác ạ. Nói không với những dòng loa thay lưới, thay logo và những dòng loa lai tạp các bác nhé. Nhà em là loa zin từ con ốc các bác luôn. Dã man con ngàn các bác ạ. Đánh cặp đôi loa Yamaha, đánh đôi loa BMW với con âm ly Yamaha này. Thì ở video này em sẽ báo ra các bác những chiếc âm ly tựa như con Yamaha này đây. Có em có khoảng hơn chục chiếc, cực kỳ ngon, bổ rẻ luôn các bác. Đây là một chiếc âm ly Yamaha mà nó có riêng cái công suất của nó các bác lệnh các bác nhá. Nó vụt đôi loa này ghép vàng hát karaoke rất là tốt luôn. Các bác có thể nghe nhạc được luôn, nghe nhạc chất lượng cao luôn. Thì khi các bác cắm cho em cái đường cổng quang của nó từ TV xuống,
nghe từ TV thông minh xuống các bác. Và chưa hết, con âm ly này có tích hợp cả giải mã DAC 24 bit, nghĩa là các bác có thể sử dụng nó là một chiếc đầu giải mã xuất ra các bác nhé. Nó có cổng giải mã 24 bit xuất ra để các bác có thể lên xuống những cái con đẩy hoặc là những cái con âm ly khác nữa các bác. Nghĩa cái đầu này, cái âm ly này nó như một chiếc đầu giải mã, và giải mã chất lượng rất là tốt luôn, và có thể ghép vang hát karaoke trên những đôi loa BMW như vậy, dòng loa Bose các bác nhé. Công suất là 260W, họ điện 100V. Đây là một dòng âm ly rất là chất của Yamaha. Và khi các bác đánh nóng, nghĩa là đánh đủ nóng, nó sẽ quay quạt này. Như cặp này đây, nguyên bụi lông các bác, em vừa bóc ra các bác ạ, hàng vừa về xong các bác. Như cặp loa này đánh cặp đánh chiếc âm ly này thì chưa làm nó nóng được các bác nha, rất lực luôn. Nó có hai cầu AB cộng B, nhưng các bác lưu ý là đánh những cặp loa BMW 850C này thì các bác chỉ chơi một cầu A cho em thôi. Mà chưa hết, con này nó có một cái nút gọi là nút low lớt bát ít trà các bác, kiểu như nút low lớt các bác bật lên nó oánh bát uy lực luôn. Tiếng rất êm các bác ạ, tiếng đánh căng lực êm, đặc trưng dòng Yamaha âm ly các bác ạ. Âm ly Yamaha nó có hơi hướng sân khấu các bác, tiếng rất là ngọt luôn, và nó càng vặn to càng căng các bác ạ. Con âm ly Yamaha mặt vàng chanh này, nút bát, nút chét chỉnh ngoài và low lớt vẫn có luôn, hai cầu AB cộng B, đánh bằng 16 sò các bác lưu giữ em nhé, oánh bằng 16 sò, có quạt tản nhiệt đây. Và con này em vệ sinh thôi là rất là mới các bác ạ, đây nguyên bụi lông. Nhưng mà con âm ly này rẻ hơn cả âm ly Jaguar tàu các bác. Âm ly Jaguar tàu bây giờ các bác mua ít nhất phải 3,6 triệu, 3,5 triệu rồi. Mà con này em để các bác giá chỉ có 3,2 triệu thôi các bác nhé, 3,2 triệu thôi, AX1300 các bác ạ. Con âm ly này trước đó nhà em bán lúc nào giá 3,6 đến 4 triệu các bác. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì hàng về rất nhiều, và thứ hai là đợt này em nhập được số lượng lớn nên là giá nó mềm các bác nhá, và để gọi giá cực kỳ tốt luôn. Một âm ly kiêm giải mã, kiêm karaoke và kiêm nghe nhạc. Đây sẽ mở một đoạn nhạc trữ tình các bác nghe thử. Nhấn mạnh các bác là bộ này các bác cũng có thể nghe nhạc hay luôn các bác nhá, không cần phải đao to bố lớn. Bộ này là các bác chơi đa thể loại luôn. Đó các bác. Cặp loa này được các bác. Các bác tiếng bass rất mềm. Âm lượng lớn như vậy mà cho ra âm thanh trong như vậy thì mà bộ cấu hình này giá rất là rẻ, cặp loa 5,3 triệu đồng, âm ly giá 3,2 triệu, như vậy là còn chưa đến 10 triệu các bác. Tiếp đặc trưng của BMW 850C, tiếng chép rất nảy các bác. Tiếng bát nhún nhảy rồi các bác lưu ý. Bát đánh lòi số luôn. Đó các bác, để mà có một bộ cấu hình chưa đến 10 triệu mà ghép vang mà hát karaoke được, các bác chỉ cần mua thêm một con vang. Vang hiện tại bên em đang cung cấp giá 1,6 triệu các bác nhá, vang Nex FX30 Plus, bảo hành 1 năm 1 đổi 1 các bác luôn. Nhưng khẳng định các bác, ở trên thị trường không nhà ai dám bảo hành 1 năm 1 đổi 1 với những chiếc vang Nex các bác nhá. Và em cung cấp các bác giá gọi là giá hỗ trợ để các bác chơi. Vào cái đợt hè này thì nóng bức lắm các bác, rất là nóng luôn. Hà Nội bây giờ hiện tại là 39 độ, nhiệt độ ngoài trời rồi, rất nóng. Nên các bác mua về ngồi trong phòng điều hòa hát karaoke cho sướng các bác ạ. Và tiếp theo đây là những con âm ly cũng giống như con này các bác nhá, và giá cũng rất là mềm luôn. Đây là một con Yamaha đi các bác, cũng là một con Yamaha nữa. Con này thì nó là AX1200 các bác, con kia là AX1300, con 1200 này cũng tính năng như vậy luôn, cũng có thể ghép vang hát karaoke và nghe nhạc rất tốt, giải mã cổng quang 24 bit và làm một chiếc đầu giải mã độc lập. Các bác để ý là linh kiện những dòng AX này các bác nhé, toàn tụ vàng luôn các bác ạ, toàn tụ vàng tụ đỏ luôn các bác, chất lượng linh kiện cực kỳ đỉnh luôn các bác lưu giúp em. Đó, tụ vàng ọc luôn, và con này đánh bằng 12 sò sang gen lưu giúp em. Lệnh cặp BMW 850C quá ngon luôn, vẫn có lâu lớt các bác nhá, bát ít trà các bác. Đó, vẫn có cái nút lâu lớt của nó các bác, và tiếng cực kỳ lực luôn. Con này giống hệt con kia chẳng khác gì cả, có cái là nó lại 1200 thì các bác, tính năng giống hệt nhau, toàn tụ vàng tụ đỏ tụ xanh thì các bác, rất là chất các bác ạ.
Và con âm ly này để các bác giá cũng chỉ có 2.8 triệu này các bác nhá. 2.8 triệu thôi. Con này bình thường giá trên 3 triệu để các bác giá 2.8 thôi. Rẻ hơn thì các bác mua chiếc đầu giải mã Nhật các bác nhá. Mà 3 trong 1 luôn, nghe nhạc hay. Kết nối với cổng quang giải mã 24 bit, nhất là các bác khi các bác kết nối cổng quang chất lượng âm thanh còn tốt hơn này rất nhiều. Em đang cắm thẳng trực tiếp từ chiếc điện thoại của em các bác ạ. Và tiếp nữa đây là đây con 1.200 các bác nhá, để các bác giá 2.8 thôi. Đó, mặt mũi em sẽ lau chùi, em chưa vệ sinh. À, sang bên này đây là một con Yamaha nữa, là con Yamaha 2003. Con này thì nó là hàng khủng các bác ạ, khủng hơn cả cái con 1003 kia. Và nó là dòng, các bác nhìn ạ, linh kiện nó toàn là tụ xanh, tụ đỏ các bác ạ, tụ nâu nữa. Các bác lưu giữ em. Cũng ánh 16 sò, tụ nguồn xanh đét các bác ạ. Nhưng con này nó công suất khủng hơn các bác ạ. Nó là dòng đầu 2 các bác nhá, 290W. Và con này để các bác giá 3.6 triệu. Con này các bác có thể lên 2 đôi BMB được các bác ạ. Con này cực kỳ mạnh luôn. Đó các bác. Cũng vẫn có cái nút bát Xtra của nó các bác nhá. 2.300, hàng khủng các bác ạ, nặng phải tầm gần 20 cân, rất khủng luôn, mặt vàng chanh, đẹp xuất sắc. Giá 3.6 triệu. Và bên này là con Yamaha 1.200 tiếp, có hai con Yamaha 1.200 các bác nhá, giá như nhau. Đó các bác. Và tiếp nữa sang đây là một con Onkyo, cũng như vậy luôn các bác. Con Onkyo này cũng khủng các bác ạ. Với thằng Onkyo này thì nó cũng chơi hai cầu AB cộng B, và nó cũng có một cái loot gọi là loot Sister Gel các bác. Các bác dồn kênh. Như em đang đánh này là đánh Sister Gel các bác. Đó. Thật sự các bác, những chiếc âm ly này quá ngon, bổ rẻ luôn, mà đẹp, vàng chanh các bác ạ. Đó các bác. Chiếc âm ly này thì nó cũng sử dụng cổng quang và cũng có đường xuất tín hiệu ra các bác nhé. Giá 2.6 triệu thôi. Công suất là rất là lớn, có thể ghép vàng hát karaoke được. 283W các bác. Đó. Và đây là một chiếc on đời nông nữa các bác. Con đời nông 1.590 các bác. Con này cũng thuộc dạng hàng khủng các bác ạ. Em chưa có tiện để tháo ruột ra, nhưng mà các bác còn nhìn thấy linh kiện bên trong cũng xanh đỏ các bác, rất đẹp luôn. Và cũng mặt vàng chanh. Con này 230W. Cũng có thể suốt giải mã 24 bit các bác nhá. Con này cũng chơi 3 trong 1 luôn. Vừa làm đầu giải mã, cũng có thể vừa ghép vàng hát karaoke, nhất là các bác sử dụng con này làm giải mã. Con đời nông này có cái chất lượng giải mã rất tốt các bác. Con đời nông này thì để các bác giá chỉ có 2.8 triệu các bác nhá. ABC 1590. Thường những chiếc âm ly mà có thể tích hợp giải mã 24 bit ấy, mà nặng khủng như này các bác, cũng đánh bằng 12 sò, thì thường bọn em cung cấp các bác giá này, thật sự các bác là cái giá các bác không phải lúc nào cũng mua được đâu. Đây này, nó đường xuất tín hiệu ra này, các bác lưu giữ em nhé. Xuất tín hiệu ra này, cổng quang này các bác, 230W các bác nhé, rất nặng luôn. Và con này giá chỉ có 2.8 triệu rồi các bác. 2.8 triệu con này thôi, để các bác giá 2.8 triệu thôi. Đó. Và sang bên này nữa là một con âm ly Yamaha nữa. Con này thì vừa nghe vừa hát được này, giá rẻ này, AX520 này, giá 1.8 triệu rồi này. 1.8 triệu con này thôi, AX520 các bác nhé. Công suất của con này là 195W rồi các bác. Còn dây FM của nó này, cái bọn này có bắt được cả FM các bác nhé. Đó. Và sang đây đã là con Sansui 7700, cũng có thể ghép vàng hát karaoke được. Công suất của nó là 205W các bác. Con này để các bác giá chỉ có 1.8 triệu thôi, AX7700. Đó. Và cái con Onkyo khủng này 575X thì các bác, con này mới khủng các bác ạ. Con Onkyo này là những con Onkyo rất khủng các bác nhé. Anh em sẽ quay phía sau các bác xem con âm ly này. Tất cả những chiếc âm ly này bọn em vừa về, bọn em chưa vệ sinh các bác nhá. Cổng quang này. Và con này nó công suất là 283W các bác. Con này giá chỉ có 2.8 triệu rồi các bác ạ. 2.8 triệu thôi. Bát chép đây các bác. Hai cầu AB cộng B các bác. DS575X các bác nhá. Đây những cái bẩn băng dính em sẽ vệ sinh sạch cho các bạn luôn, mặt vàng chanh, 2.8 triệu thôi. Các bạn lưu ý những con có thể ghép vàng hát karaoke được. Và con Onkyo này nữa 505, vàng chanh rất đẹp các bác nhá. Công suất của này là 410W các bác, cũng có cổng quang luôn. Và con này để các bác giá chỉ có 2 triệu các bác nhá, để các bác giá 2 triệu thôi. Tất cả những con Ami này để các bác giá cực kỳ tốt luôn. Ở đây một con Onkyo này nữa, con đời nông, xin lỗi các bác, con đời nông, con này rất đỉnh các bác ạ. Con này thì các bác mà chơi con đời nông này là dòng rất là hiếm gặp các bác nhá. Nếu mà đa kênh, hàng khủng nặng mà có cái
tính năng đánh sức tơ dẻo tốt như những con này các bác ạ. Đánh hai cầu AB, A cộng B luôn. Các bác lưu ý giúp em là nó là âm ly 6.1 nhưng nó là dòng công suất thực, không phải công suất ảo. Và có thể ghép vang hát karaoke những dòng BMB được. Và những dòng loa gấu nữa, kể cả những dòng loa màn carbon của Nhật Bản các bác nhé. Có suất tín hiệu giải mã và giá chỉ có 3.2 triệu thôi. Công suất là 235W các bác nhé. Đánh bằng 12 sáu sang gan, em chưa tiện tháo nhưng mới đét luôn đó các bác. Các bác có nhu cầu lấy những bộ, lấy cho em thêm một con, một cặp loa BMW 850C nữa, các bác đánh với những cái đôi chiếc âm ly này các bác không thất vọng được các bác ạ. Những dòng này nó rất là khỏe lực, các bác có thể chơi với những cặp BMW 850C hoặc những cặp Boss. Và em xin tạm dừng video tại đây. Các bác nghe tiếng nó đánh dã man luôn, nó đánh lòi rốn cặp BMW 850C các bác ạ. Còn luôn. Để mà so sánh cái giá này với một chiếc âm ly Jaguar Hàn Quốc thì rõ ràng con này thêm một con vàng nữa chỉ có 1.6 triệu nữa, cũng chưa bằng tiền một con Jaguar Hàn Quốc hàng bãi các bác nhé. Mà chất lượng âm thanh khẳng định các bác luôn, nếu nghe nhạc thì đỉnh hơn Jaguar, khẳng định các bác luôn, nghe nhạc rất ngọt luôn. Tiếng tạ, tiếng bát, tiếng chép của nó rất là sạch sẽ các bác ạ. Bây giờ xin tạm dừng video tại đây. Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em qua hai số trên hoặc gọi điện. Bây giờ em sẽ kết thúc video tại em định sẽ là ghép vang vào để em hát thử các bác ạ. Em định là ghép vang vào đây để em hát thử, nhưng mà em sẽ xin kết thúc video tại đây bởi vì là cổ họng của em cũng rất là khản rồi các bác, không thể mà hát được. Đúng ra sẽ ghép vang hát thử cho các bác luôn để các bác gọi là tai nghe mắt thấy luôn đó. Nhưng mà rất nhiều bác đã mua những chiếc âm ly này về để ghép vang rồi. Có nhiều bác còn mua hộ cả 4-5 người bạn xung quanh nhà. Ngày trước em nhớ em hay nhập được dòng loa, dòng âm ly này về. Và có những lúc em lên sóng khoảng 20 con này luôn đó các bác. Thì có những bác còn đến còn mua 4-5 con về cùng một lúc cơ, rủ nhau mua về để chơi và bỏ hết những chiếc âm ly tàu ở nhà ra đó các bác. Con này nó có giải mã cổng quang, các bác lưu giúp em. Nó rất là hay các bác ạ. Mà chỉ có 3.2 triệu thôi các bác. Quá lực luôn các bác ạ.